Xin chào ngày mới quý vị khán giả, cảm ơn quý vị đã dành thời gian đến với chương trình Chào ngày mới sáng thứ ba, ngày 14 tháng 11 của STV. Thưa quý vị, từ hôm qua miền Bắc bắt đầu đón đợt mưa rét và mùa lạnh giá, nhất là vùng núi cao của Sơn La, nhiệt độ rất thấp. Đó cũng là nguyên nhân khiến nhiều vật nuôi bị chết rét khi mà người chăn nuôi không có sự chủ động thực hiện các biện pháp chăm sóc sức khỏe, chống rét, tăng cường đề kháng cho đàn vật nuôi. Trong khi với nhiều hộ chăn nuôi, con trâu, con bò là cả một gia tài thiệt hại xảy ra ảnh hưởng rất nhiều đến kinh tế. Chính vì vậy, việc chủ động bảo vệ đàn vật nuôi khi mùa rét là rất cần thiết. Nội dung này sẽ được phản ánh trong mục lăng kính ngày mới sáng nay. Tiếp đó, một cuộc sống muôn màu sẽ giới thiệu quý vị một món ẩm thực đặc sắc của vùng lòng hồ sông Đà. Trước hết, mời quý vị đến với phần tin. Thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, kết quả giải ngân 10 tháng năm 2023 đạt 56,74% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn 5,4% so với cùng kỳ. Kết quả đạt được rất tích cực. Tuy nhiên, với mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 trên 95% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, áp lực đặt ra là rất nặng nề do số vốn đầu tư công năm nay được bố trí lớn hơn 700.000 tỷ đồng. Theo mục tiêu chính phủ đặt ra là giải ngân 95%, tức kết nhất là 676.000 tỷ đồng, thì vẫn còn tới trên 274.000 tỷ đồng vốn đầu tư công cần được đưa vào nền kinh tế. Tại phiên họp thường kỳ vừa được tổ chức, chính phủ yêu cầu các bộ cơ quan địa phương chủ động thực hiện quyết liệt đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp để mạnh giải ngân vốn đầu tư công tại các nghị quyết của chính phủ, chỉ thị, công điện và văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc phân bổ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 ra soát điều chỉnh ngay kế hoạch đầu tư vốn từ dự án giải ngân chậm sang dự án có tiến độ thực hiện tốt và có nhu cầu bổ sung vốn. Cùng với đó, chỉ đạo đơn vị trực thuộc thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định để hoàn thành việc giao vốn ngân sách nhà nước năm 2024 theo đúng thời gian quy định. Bộ Tài chính cấm các ngân hàng bán bảo hiểm liên kết đầu tư trước và sau giải ngân 60 ngày nhằm hạn chế tình trạng ép khách mua bảo hiểm kèm khoản vay. Nội dung này được đề cập trong Thông tư 67 hướng dẫn luật kinh doanh bảo hiểm vừa được Bộ Tài chính ban hành. Theo đó, thông tư mới quy định nhà băng không được tư vấn, giới thiệu, chào bán, thu xếp ký hợp đồng bảo hiểm liên kết đầu tư cho khách hàng trong thời hạn trước và sau 60 ngày kể từ ngày giải ngân toàn bộ khoản vay. Việc cấm này áp dụng với loại hình bảo hiểm liên kết đầu tư gồm bảo hiểm liên kết chung và bảo hiểm liên kết đơn vị. Các loại bảo hiểm khác như bảo hiểm khoản vay, bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm tử kỳ, bảo hiểm hỗn hợp không được Bộ Tài chính đề cập tại thông tư này. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến hết tháng 9, huyện Sông Mã có 15 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, 3 xã Trường Khương, Trường Sơ và Mường Lầm đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện đang phần đầu đến cuối năm 2023 có thêm xã Mường Sai hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới. Thời gian tới, sông Mã sẽ huy động tận dụng tối đa và đa dạng hóa các nguồn lực để thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với chương trình giảm nghèo bền vững, chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo nghị quyết 88 của Quốc hội, chủ động áp dụng linh hoạt cơ chế chính sách bao gồm các chính sách đặc thù, huy động vốn phù hợp, tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình hạ tầng nông thôn trước hết phục vụ nhu cầu dân sinh, sau đó là những công trình phục vụ sản xuất huyện cũng sẽ bổ sung quy hoạch chi tiết về sản xuất theo hướng xây dựng cánh đồng lớn gắn thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp các cơ sở sản xuất các ngành công nghiệp dịch vụ làng nghề và lao động xuất khẩu hỗ trợ chuyển đổi nghề chú trọng chuyển đổi nghề phi nông nghiệp Những năm qua, huyện Thuận Châu đã triển khai đồng bộ các chính sách phát triển kinh tế tập thể, qua đó nhiều hợp tác xã đã đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm và tạo việc làm cho lao động địa phương. Đến nay trên địa bàn huyện Thuận Châu có 57 hợp tác xã, trong đó 52 hợp tác xã hoạt động lĩnh vực nông nghiệp, hai hợp tác xã xây dựng, ba hợp tác xã công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với hơn 1.000 thành viên, doanh thu bình quân của hợp tác xã đạt 1 tỷ đồng trên năm, thu nhập bình quân lao động 35 triệu đồng trên năm các hợp tác xã đã tích cực đổi mới phương thức hoạt động, năng động kết nối hình thành các chuỗi liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp và thị trường, chủ động áp dụng khoa học kỹ thuật sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, tạo ra sản phẩm có chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường như sản phẩm chè, quả an toàn, khoai sọ, gà đen. Với trên 94% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là dân tộc Thái, Mông, Kháng, La Ha thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, huyện Mường La đã và đang tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sinh kế, đẩy mạnh sản xuất trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, từng bước giúp bà con nâng cao chất lượng cuộc sống. Tính từ năm 2021 đến nay, huyện đã hỗ trợ nhà ở cho 48 hộ nghèo chưa có nhà ở, nhà ở rột nát, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán, cây trồng vật nuôi cho các hộ dân Đầu tư trên 21 tỷ đồng bố trí sắp xếp ổn định dân cư vùng ảnh hưởng thiên tai. Bên cạnh đó, huyện còn đầu tư trên 133 tỷ đồng xây dựng 62 công trình cơ sở hạ tầng ở các xã khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, huyện Mường La cũng đang rất cần các cấp các ngành có văn bản hướng dẫn cụ thể, thống nhất để triển khai thực hiện phân bổ các nguồn vốn hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số để tạo đà cho bà con vươn lên phát triển kinh tế, hướng tới thoát nghèo bền vững. Hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo, trên địa bàn thành phố đã diễn ra nhiều hoạt động thiết thực hướng về những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt đã có thêm 9 hộ khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xóa nhà tạm, nâng tổng số hộ được hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết trên địa bàn thành phố từ đầu năm đến nay lên 43 nhà. Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam các xã phường đã tích cực triển khai xây dựng quỹ vì người nghèo năm 2023 trong đợt này đã giúp đỡ hỗ trợ tiền, ngày công, xây dựng đối với 9 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo thuộc các phường Trường Cơi, Trường Ngần, Trường An, xã Hồ La, Trường Đen. Với số tiền hỗ trợ 40 triệu đồng trên một hộ gia đình từ Quỹ máy ấm Nông Dân, Quỹ Vì Người Nghèo Thành Phố và các đơn vị chung tay ủng hộ như Tri Hội Doanh nghiệp Thành Phố, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Tỉnh, Công ty Nam Thành, cùng sự giúp đỡ người thân gia đình, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, các hộ đã xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng những ngôi nhà đại đoàn kết. Hiện trên địa bàn thành phố không còn nhà tạm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin tức của chương trình Chào Ngày Mới. Bây giờ sẽ là Lan Kính Ngày Mới. Thưa quý vị và các bạn, do những tác động của biến đổi khí hậu, càng về cuối năm, thời tiết càng có nhiều diễn biến phức tạp, có thể xuất hiện giá lạnh làm ảnh hưởng đến sản xuất, chăn nuôi với những kinh nghiệm cùng kiến thức đã được trang bị trong nhiều năm qua, người chăn nuôi trên địa bàn xã Tô Múa, huyện Vân Hồ đã chủ động các biện pháp phòng chống đói rét, tránh được những thiệt hại cho vật nuôi. Ghi nhận của phóng viên trong ngày mới. Xã Tô Múa, huyện Vân Hồ hiện có trên 2.000 con gia súc, chủ yếu là trâu bò. Đây là một trong những thế mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho nhân dân trên địa bàn. Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ chăm sóc đàn gia súc, xã Tô Múa đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi, từ đó giảm thiểu thiệt hại do thời tiết khắc nghiệt gây ra, đảm bảo phát triển chăn nuôi bền vững và mang lại thu nhập ổn định cho người dân. Thực hiện là đi đến tận các bản tiểu khu để thực hiện đến các hộ gia đình vừa tiêm phòng vừa tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh này và hướng dẫn dự trữ thức ăn này rồi tuyên truyền về công tác làm chuồng trại như thế nào để mùa đông ấm áp về mùa đông và mát mẻ về mùa hè. Hướng dẫn ủ thức ăn để dự trữ, dơm dạ và phế thực phẩm nông nghiệp và đặc biệt là nhất là những ngày vào mùa đông rét đấy thì là không để bà con thả bò rông trên rừng và phải mang về chăm dắt và chỗ ấm áp. Nhiều năm trở lại đây, chăn nuôi gia súc là sinh kế chính của gia đình ông Lê Quang Lập, xã Tô Múa, huyện Văn Hồ. Ngoài việc thực hiện nuôi nhốt không chăn thả để bảo vệ đàn gia súc và chuẩn bị ứng phó với thời tiết chuyển sang mùa đông. Năm nào, ông Lập cũng chuẩn bị các phương án như che chắn chuồng trại, chuẩn bị cỏ ủ ướp và các loại thức ăn để bổ sung cho đàn gia súc. Chuẩn bị trong mùa đông năm nay thì cái thức ăn này tôi đã chuẩn bị giữ trữ cho bò và cỏ cũng đã đủ. À, che chắn cái mùa đông ấy thì ngoài cái mái này thì bạt biết là chúng tôi cái những cái hôm mà gió rét mưa là chúng tôi phải căng kín nếu như mà rét quá rồi có khả năng đốt phải đốt lửa để đảm bảo giữ nhiệt cho cho châu bò còn với gia đình chị Hoàng Thị Quý ở bản Nghĩa Hưng xã Tô Múa huyện Vân Hồ nuôi bò nhốt chuồng gần 10 năm nay thì ngay từ tháng 7 gia đình chị đã chuẩn bị 100 tấn thức ăn ủ ướp và chủ động thức ăn tươi cho đàn bò gần 50 con của gia đình trong mùa đông này Ngoài ra, gia đình chị còn đầu tư xây dựng, chuồng trại, đảm bảo yêu cầu của việc nuôi nhốt và vệ sinh môi trường. Do có sự chuẩn bị chu đáo, nên hàng năm đàn gia súc của gia đình chị không bị ảnh hưởng nhiều do thời tiết rét đậm, rét hại gây ra. Mùa nóng thì là tôi sẽ bỏ bạt đi và gấp gọn gàng vào. Khi mùa đông đến thì là tôi sẽ một ngày dọn chuồng hai ba lần sạch sẽ. Thế xong đến tối thì là tôi sẽ đổ cái mùn ngô khô, nó gần như tương tự như mùn cưa ấy, để giải xuống cho châu bò làm bê nghé nằm cho khỏi lạnh và sẽ quây bạt xung quanh ạ và thức ăn thì tôi sẽ để ủ ướp ba bể của tôi khoảng trên 100 tấn để từ tháng 7 năm nay là sẽ đủ ăn đến tháng 7 sang năm. Với việc chủ động thực hiện các biện pháp chăm sóc bảo vệ đàn gia súc trước và trong mùa đông của người chăn nuôi, trong nhiều năm qua trên địa bàn xã Tôm Múa, huyện Vân Hồ không còn tình trạng gia súc bị chết do tác động của băng giá, góp phần duy trì ổn định và phát triển đàn gia súc của địa phương. Vâng, sự chủ động chuẩn bị chu đáo của mỗi hộ chăn nuôi trước khi vào mùa rét có ý nghĩa rất quan trọng, đảm bảo an toàn sức khỏe cho đàn vật nuôi, tránh những thiệt hại có thể xảy ra. Khép lại mục lăng kính ngày mới, mời quý vị đến với mục cuộc sống mất màu. Thưa quý vị và các bạn, từ lâu bà con bên sông Đà đã đánh bắt và chế biến cá thành nhiều món hấp dẫn, mang nét ẩm thực độc đáo. Sản phẩm chế biến từ cá sông Đà ngày càng đa dạng, trở thành đặc sản, không những phục vụ sinh hoạt hàng ngày mà còn trở thành hàng hóa được nhiều thực khách ưa chuộng. Trong đó ấn tượng là món cá chua, một trong những đặc sản của lòng hồ sông Đà, khu vực xã Tân Phong, huyện Phụ Yên. Vùng lòng hồ sông Đà có nhiều loại cá phong phú như cá mương, cá ngão, cá chấm, cá chép, cá rô, đây đều là nguồn thủy sản tự nhiên được bà con nhân dân khai thác, đánh bắt và chế biến cá thành nhiều món hấp dẫn như cá phơi khô, sấy khô, muối chua đã trở thành những món ăn đặc sản. Không những phục vụ sinh hoạt hàng ngày mà còn trở thành hàng hóa được nhiều thực khách ưa chuộng. Liều lượng muối là cơ bản nhất là trong cái muối cá, còn không phải là cho nhiều muối để cá nó chua đâu cho ít nó cũng bị thối mà cho nhiều quá nó cũng không chua theo cái liều lượng cá mình mình cho thì nó mới đảm bảo được cái cá nó chua độ chua nó đều cá chua là món ăn bình dị đơn giản nhưng cách chế biến khá cầu kỳ và tốn nhiều thời gian nhất là công đoạn ủ cá cá chua được làm từ các loại cá như cá thiểu cá ngão, cá mương cá chấm đòi hỏi sự tỉ mỉ cẩn thận từ khâu chọn lựa, sơ chế cá. Để làm được món cá chua ngon, trước hết phải chọn cá tươi ngon, sau đó đánh vẩy, rửa sạch và ngâm nước muối từ 3 đến 5 lượt trong vài ngày. Sau khi làm sạch, phơi cho ráo nước, cá sẽ được trộn đều với giềng hành khô, đường, muối và ngâm vào lọ trong khoảng 2 đến 3 tháng. Khi cá đã chua, mang ra ăn sẽ được trộn thêm gia vị là thính ngô được làm từ bột ngô rang vàng để tạo thêm mùi thơm và sức hấp dẫn cho món cá chua. Hai tháng đấy thì là nó mới chua, nó càng ngủ càng chua, lúc lấy ra chỉ có ăn thôi. Xong rồi đều đủ các loại rau thơm là mình mua về mình ghém. Hoặc là mình nếu mà ấy thì là làm, làm cái món quấn lá lốt, xong rồi mình nướng cũng là một món. Cá chua có thể ăn trực tiếp như một món đồ nhắm, đậm đà khi thêm chút hạt tiêu, ớt khô, hay rán vàng nhỏ lửa trong chảo mỡ hoặc xiên que để nướng trên bếp than. Món ăn này đã được tẩm ướp đủ vị nên khi chế biến người sử dụng chỉ cho thêm gia vị nếu muốn tăng độ mặn, cay, chua tùy theo khẩu vị. Cá chua cũng rất hấp dẫn khi được rán giòn với hương vị chua chua mặn mặn, béo ngậy, lạ miệng, rất ngon khi ăn cùng bát cơm nóng hổi. Xã ai vừa cũng đã có những kế hoạch, cũng chương trình là khuyến khích các hộ dân đang có có những kinh nghiệm và làm món này thành lập một nhóm hộ về chế, chế biến thủy sản thì tiến tới cho đó thì là một cái sản phẩm cái ô cốp của xã với những định hướng và hỗ trợ của chính quyền địa phương hy vọng thời gian tới món cá chua sông Đà của xã Tân Phong cũng như các sản phẩm khác được chế biến từ cá sẽ trở thành sản phẩm hàng hóa mang lại thu nhập ổn định cho người dân giúp người dân xóa đói giảm nghèo tại địa phương chương trình chào ngày mới sáng nay xin được khép lại tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin kính chào tạm biệt